Thủy may mắn xin kính chào quý khán giả. Quý vị thân mến, đời sống xã hội ngày càng phát triển, thiết bị điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến, nó được coi là không thể thiếu trong các gia đình. Tủ lạnh là một trong những thiết bị thông dụng đó. Các bậc thầy phong thủy coi tủ lạnh như chiếc kho giữ của hút tài lộc vào nhà, không bao giờ cạn của các gia đình. Vị trí đặt tủ lạnh trong nhà rất là quan trọng, nó có thể đem lại sự ấm no hạnh phúc nếu được đặt đúng vị trí. Nhưng nếu sai phạm về phong thủy, kê tủ lạnh thì có thể đem lại nhiều điều không may. Ngày hôm nay, Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ cho quý vị các kiến thức liên quan đến phong thủy tủ lạnh trong nhà ở, giúp cho quý vị có được nhiều lựa chọn tốt trong không gian sống của mình với thiết bị điện tử thông dụng này. Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Hiện nay thì hầu như gia đình nào cũng có tủ lạnh và đều biết công dụng mà nó mang lại trong cuộc sống. Tuy nhiên, ít ai biết hay là quan tâm đến vấn đề đặt tủ lạnh ở vị trí nào mới hợp phong thủy. Không những vậy, nếu chẳng may đặt tủ lạnh ở những nơi kiêng kỵ sẽ còn mang lại những điều không may mắn cho gia chủ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vậy, phong thủy đặt tủ lạnh như thế nào mới đúng? Tốt nhất nên đặt tủ lạnh ở bếp. Tủ lạnh thuộc hành kim, còn bếp thì thuộc hành hỏa. Nơi vượng hỏa cần có sự xuất hiện của kim để cân bằng, bởi hỏa khắc kim nên sẽ tiết chế được tính hỏa ở không gian này. Chính vì thế mà đặt tủ lạnh ở trong bếp là tốt nhất. Đúng là vị trí tốt nhất của tủ lạnh là ở nhà bếp. Song không phải ở đâu cũng có thể đặt được. Chính xác là không được kê tủ lạnh quá gần bếp nấu hay là ở phía đối diện. Lý giải về vấn đề này là vì khí nóng của bếp tỏa ra khi sử dụng và hơi lạnh từ tủ thoát ra không rõ ràng là xung khắc với nhau quá mạnh nên gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó thì phong thủy học cho rằng cách bố trí này ít nhiều sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình hay cãi vã không hòa thuận. Nếu bạn đã đặt trong phòng bếp một chiếc tủ lạnh rồi lại còn đặt thêm một chiếc nữa ở đây thì đối với những người có mệnh kỵ với mệnh kim, chẳng hạn như mộc thì lại không tốt. Việc tăng kim trong nhà như vậy sẽ dẫn đến hung vận và gia chủ dễ gặp rủi ro. Bạn có thể xử lý bằng cách đặt tủ lạnh vào trong tủ gỗ giống như các khách sạn, quán bar thường làm để hóa giải bất vận xấu. Phong thủy học gọi tủ lạnh là tài khố, kho của. Vì vậy, nếu tủ lạnh đặt trong phòng khách thì tuyệt đối không kê tủ chéo góc với cửa ra vào. Bạn cũng không nên đặt tủ lạnh đối diện với cửa này, bởi vì như vậy sẽ khiến cho tài lộc của cải không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của. Không đặt tủ lạnh đối diện hoặc là quá gần bếp. Đúng là vị trí tốt nhất của tủ lạnh là ở nhà bếp, song không phải ở đâu cũng có thể đặt được. Chính xác là không được kê tủ lạnh quá gần bếp nấu hay là ở phía đối diện. Lý giải về điều này là vì khí nóng của bếp khi sử dụng tỏa ra và hơi lạnh từ tủ lạnh và xung khắc với nhau quá nhanh. Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ. Không những vậy, theo phong thủy nhà bếp thì cách bố trí này cũng phần nào gây ra sự không thuận hòa hay có mâu thuẫn trong gia đình. Tránh đặt tủ lạnh đối diện bếp nấu. Không nên bố trí tủ lạnh để đối diện với bếp, tủ lạnh quay vào bếp. Về cả khoa học và phong thủy đều không tốt. Về khoa học thì tủ lạnh đặt gần bếp nấu nhiệt độ nóng rất dễ gây hỏng hóc. Về phong thủy thì tủ lạnh thuộc hành kim, bếp thuộc hỏa khác nhau, bất phân, gây loạn nguồn khí trong nhà, khiến cho gia đình hay mâu thuẫn và cãi vã. Không nên đặt tủ lạnh đối diện với nhà vệ sinh bởi là điều nên tránh. Bởi vì nhà vệ sinh có tính thủy rất mạnh, rất dễ đẩy mạnh hành thủy trong nhà, gây ra sự nghèo khó và trắc trở cho gia chủ. Những vị trí đặt tủ lạnh trong bếp hút lộc vào nhà. Theo phong thủy, đặt tủ lạnh trong bếp thì nên đặt tủ lạnh ở hướng bắc để hút lộc vào nhà. Đối với những tủ bếp có tủ lạnh nên đặt cũng theo hướng này. Nên đặt tủ lạnh ở vị trí bếp, nhưng hãy đặt cửa tủ lạnh quay về hướng bắc hoặc là hướng đông nam. Bởi theo quan niệm phong thủy, đây là hướng lành, tủ lạnh lại thuộc kim, lại hoạt động 24/24 giờ, cần phải chọn hướng phù hợp để không bị chấn động. Kê tủ lạnh ở vị trí bên phải phía cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh thủy, bởi nó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận được hanh thông. Kê tủ lạnh ở vị trí bên trái phía cửa ra vào rất hợp với gia chủ mệnh mộc, nó có thể giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc, nhiều của. Nên đặt vị trí của tủ lạnh ở bên phải bếp hoặc là phía bên trái bếp, điều đó sẽ giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh, gia đình luôn vui vẻ hòa thuận. Hạn chế đặt tủ lạnh trong phòng khách.
Có nhiều gia đình đã đặt trong nhà bếp một tủ lạnh rồi nhưng lại còn đặt thêm một cái nữa ở phòng khách. Điều này tiện thì có tiện nhưng lại là đại kỵ với người mệnh kim. Như ban đầu đã nói thì tủ lạnh thuộc hành kim nên việc tăng kim trong nhà sẽ dẫn đến vận hung gia chủ, dễ gặp phải nhiều điều không hay. Để hóa giải bớt điều này mà vẫn có thể đặt tủ lạnh ở phòng khách chính là cho tủ lạnh vào một cái tủ gỗ. Tối kỵ đặt tủ lạnh đối diện với nhà vệ sinh. Không nên đặt tủ lạnh đối diện với nhà vệ sinh bởi đây là điều nên tránh. Nhà vệ sinh có tính thủy rất mạnh, rất dễ đẩy mạnh thành thủy trong nhà, gây ra sự nghèo khó và trắc trở cho gia chủ. Tránh đặt tủ lạnh trong phòng ngủ. Đặt tủ lạnh mini phòng ngủ về phong thủy nó sẽ là yếu tố có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chủ nhân căn phòng. Vì vậy nên tránh đặt sẽ tốt hơn. Không nên để đồ làm bếp lên trên tủ lạnh. Tủ lạnh là đồ dụng lưu trữ đồ ăn của mỗi gia đình và cất giữ đồ ăn bên trong. Đối với việc tận dụng tủ lạnh để nhiều đồ dùng khác với nhiều người, đó là lợi ích nhưng về phong thủy, nó có thể gây ra những ảnh hưởng tới cuộc sống của gia chủ, khiến cho gia chủ bị cản trở sự thăng tiến, dễ gặp vận xui. Không đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang. Tủ lạnh đặt dưới gầm cầu thang thường xuất hiện ở những gia đình sống trong căn hộ chung cư nhỏ hoặc là những gia đình có diện tích nhà ở không rộng rãi. Điều này rất kiêng kỵ trong phong thủy bởi đây là góc khuất không có ánh sáng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia chủ. Nó mang lại những điều không hay cho việc làm ăn của gia đình. Nếu tủ lạnh của gia đình quý vị đang đặt ở một trong các vị trí trên thì hãy lưu ý và kê lại tủ lạnh làm sao cho hợp phong thủy để đón tài lộc vào nhà nhé. Cũng giống như tủ lạnh, lò vi sóng cũng là một thiết bị chuyên dụng của mỗi gia đình. Theo phong thủy thì việc lắp đặt lò vi sóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh cũng như là tiền tài của gia chủ. Lò vi sóng là nơi chế biến thực phẩm, nếu đặt đúng vị trí sẽ giúp xua đi vận xấu, đem lại may mắn cho gia chủ. Vậy, lắp đặt lò vi sóng ở đâu là những điều cấm kỵ? Lò vi sóng là gì? Để trả lời những thắc mắc này, mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo. Cuộc sống hiện đại với nhiều tiện lợi không thể thiếu lò vi sóng, nhưng bạn đã biết những quy tắc phong thủy lò vi sóng để tránh vận hạn xui xẻo hay chưa? Cấm kỵ phong thủy lò vi sóng. Đặt xa phòng ngủ, lò vi sóng khi sử dụng vừa phát ra tiếng ồn lại vừa sinh ra bức xạ sóng ngắn nên sát khí của nó là rất lớn. Khi tìm nơi đặt lò vi sóng trong nhà thì gia chủ nhớ rằng nhất định phải đặt xa vị trí phòng ngủ, đừng để nơi gia đình nghỉ ngơi mỗi ngày bị ảnh hưởng bởi sát khí từ thiết bị điện tử này. Đặc biệt tuyệt đối không được để lò vi sóng ở gần phòng ngủ của người già, người bệnh hay là trẻ nhỏ. Đó là từ góc độ phong thủy, còn xét trên góc độ khoa học thì bức xạ tỏa ra từ lò vi sóng khá lớn nên không tốt cho sức khỏe con người. Nhất là người già, người bệnh và trẻ nhỏ, thể chất kém hơn, khả năng chống lại bức xạ cũng yếu hơn. Nếu đặt gần hay là ở ngay phòng ngủ thì lò vi sóng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, thậm chí còn gây ra bệnh tật. Không đặt trên nắp tủ lạnh. Nhiều gia đình vì muốn tiết kiệm diện tích hoặc là để đảm bảo tính thẩm mỹ của căn nhà mà đã đặt ngay lò vi sóng ở trên nắp tủ lạnh. Đây là một trong những sai lầm phong thủy kinh điển. Tủ lạnh là nơi cất giữ bảo quản đồ ăn cũng được coi là như tài cố trong nhà, là nơi tụ tài tích khí. Tài lộc ngũ hành thuộc thủy, thủy sợ nhất là bị hỏa công kích mà lò vi sóng lại vừa hay thuộc hỏa. Nếu đặt hai thứ này gần nhau thì gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng hục hặc, tranh cãi liên miên, sức khỏe suy yếu, tài chính giảm sút, vướng họa phá tài. Trên nóc tủ lạnh chớ nên để quá nhiều đồ đạc, tốt nhất là để vị trí đó được thông thoáng, tài khí, dễ bể tích tụ, tài vận của gia đình cũng nhờ thế mà được cải thiện. Không đặt ở chính giữa nhà. Một trong những lưu ý trong phong thủy nhà ở đối với lò vi sóng chính là không được đặt ở vị trí trung tâm của căn nhà, bởi đó chính là trung tâm tiểu thái cực của căn nhà. Sát khí ở nơi này cực mạnh, sát khí tích tụ thêm từ lò vi sóng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận khí của căn nhà, khiến cho gia vận sa sút bất lợi, cũng khiến cho sức khỏe bị suy giảm nữa. Đừng để một chiếc lò vi sóng bé nhỏ ảnh hưởng đến tiêu cực, vận trình của gia đình. Nếu vì chút tiện lợi mà khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng, tài lộc tiêu hao, tình cảm gặp nhiều cản trở, vợ chồng lại mâu thuẫn, thì quả thực là lợi bất cập hại. Hãy cùng tìm hiểu xem chúng ta nên đặt lò vi sóng ở đâu thì tốt.
Nên đặt lò vi sóng ở đâu? Lò vi sóng là thứ thường khiến người ta liên tưởng đến các món ăn. Nó được sử dụng khá nhiều trong nấu nướng, chế biến thực phẩm với ưu điểm là sạch sẽ, vệ sinh, không mùi dầu mỡ. Tuy nhiên, điều khiếm khuyết của nó chính là sản sinh ra lượng bức xạ nhất định, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì thế, tìm chỗ đặt lò vi sóng thích hợp là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn còn băn khoăn nên làm thế nào để đúng với phong thủy lò vi sóng thì hãy tham khảo những ý kiến dưới đây của chúng tôi về việc đặt lò vi sóng ở đâu. Nhà bếp, phòng ăn, phòng khách. Thông thường, lò vi sóng thường được đặt ở nhà bếp, phòng ăn hay là phòng khách. Đây là những vị trí hoàn toàn có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì khi tìm chỗ đặt lò vi sóng, bạn nhớ chọn nơi thoáng khí thông gió, đảm bảo sự khô ráo, bởi ẩm ướt có thể làm hư hỏng các linh kiện của máy hoặc là gây ra hiện tượng giò điện. Nên đặt tấm kính đen dưới lò vi sóng. Hành động này tưởng chừng kỳ lạ nhưng thực sự thì những tấm kính đen sẽ có thể hút bớt những sát khí của lò vi sóng. Theo phong thủy đời sống thì lò vi sóng ngũ hành thuộc hỏa, màu đối ứng với thủy, hành tương khắc với hỏa là màu đen. Lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương khắc nên người ta dùng yếu tố thủy để khắc chế hỏa của lò vi sóng, giảm bớt sát khí của nó. Tủ lạnh thuộc hành kim đại diện cho tài khố tài lộc thuộc hành thủy, được hành kim dung dưỡng sẽ tốt hơn, còn sẽ bị hỏa thiêu đốt. Chúng ta không nên mạo hiểm để tài lộc của mình bị ảnh hưởng. Tuyệt đối không đặt cây xanh ở vị trí này, bởi cây xanh thuộc mộc mà mộc lại dưỡng cho hỏa, lửa cháy mà cho thêm củi sẽ bùng càng lớn, càng khiến cho xung sát lớn hơn, không có lợi cho vận trình của gia chủ. 6 điểm nhất định nắm rõ khi đặt lò vi sóng trong nhà. Chú ý khoảng cách với các vật dụng khác. Tốt nhất là khi đặt lò vi sóng, bạn nên để khoảng cách trống với hai bên và bức tường phía sau từ 10cm trở lên. Phía trên thoáng rộng khoảng 30cm, không được gỡ bỏ chân của lò vi sóng, không được bít các lỗ thông khí, thoát khí. Tránh xa nơi nguồn nhiệt cao hoặc là ẩm ướt. Tốt nhất là không đặt lò vi sóng cạnh bếp nấu hay là vòi nước, chậu rửa, tránh để nguồn nhiệt cao và không khí ẩm ướt ảnh hưởng đến chất lượng linh kiện bên trong của lò vi sóng. Đặt xa các đồ điện khác. Không nên để lò vi sóng gần với tivi, tủ lạnh, loa đài hay là anten, khoảng cách tốt nhất là từ 5m trở lên, nếu không dễ gây nhiễu sóng hay là ảnh hưởng đến tính năng của nhau. Trước khi sử dụng nhớ kiểm tra lại lò vi sóng. Nếu thân lò vi sóng nghiêng vẹo thì không được sử dụng, nhớ là đừng để lò vi sóng lên cạnh bàn, bếp nấu hay là kệ, khiến cho lò vi sóng không được ngay ngắn, khoảng cách giữa các cạnh với lò vi sóng nên lớn hơn 5cm. Đặt lò vi sóng không cẩn thận để bị nghiêng vẹo thì dễ đổ vỡ hay là làm người khác bị thương. Chú ý đến vấn đề nối đất. Bạn nên kiểm tra xem lò vi sóng của nhà mình đã được nối đất chưa để đảm bảo an toàn. Nhiều lúc một ổ cắm trong phòng bếp được dùng cho rất nhiều thiết bị nhà bếp cùng một lúc, công suất sử dụng quá cao dễ gây ra chập điện hoặc là giò điện. Tốt nhất thì nên dùng riêng ổ cắm 3 chạc cho lò vi sóng sử dụng một mình, hệ thống điện trên tường cần được nối đất đầy đủ. Giữ khoảng cách an toàn với tường và các kệ đồ dùng khác. Trong quá trình sử dụng, lò vi sóng có thể thải ra dầu, khói hay là khí, vừa gây ô nhiễm cho các đồ dùng khác mà vừa có thể mất an toàn do nhiệt độ, nóng gây hỏa hoạn. Vì thế, khi tìm vị trí đặt lò vi sóng trong nhà, gia chủ nên để khoảng cách an toàn giữa lò vi sóng với tường và các vật dụng khác để các vật dụng dễ cháy nổ xa xa. Bạn có thể chọn mua tủ chuyên dụng cho lò vi sóng hoặc là tìm vị trí đặt lò ở trên cao, cách nền nhà ít nhất là 80cm, cách trần ít nhất là 40cm sẽ tốt hơn cả. Nhiều vật dụng trong nhà tuy nhỏ nhưng cũng cần phải sắp xếp hợp lý vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến góc độ thẩm mỹ trong trang trí của toàn căn nhà. Nếu đồ dùng trong gia đình không được sắp xếp hợp lý sẽ làm mất đi vẻ mỹ quan của căn nhà, hơn nữa sẽ gây bất tiện trong việc sử dụng, từ đó sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta không thoải mái, tâm trạng lúc nào cũng khó chịu và bực bội vì mọi thứ thiếu khoa học, bất hợp lý. Tủ lạnh, lò vi sóng tưởng chừng như là những đồ vật bình thường, nhưng nếu bạn đặt sai cách thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc, may mắn của bạn và gia đình. Do vậy, hãy sử dụng trong quá trình sử dụng và lắp đặt nhé.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và bấm vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất về phong thủy tử vi. Chúc quý vị tìm được những vị trí thích hợp để bày trí tủ lạnh, lò vi sóng, vừa thuận tiện lại vừa hợp phong thủy. Hẹn gặp lại quý vị vào những video lần sau.